Thân ái chào các bạn và các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh kẹp mè đen. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 2 quả trứng, 40g bột gạo, 20g bột mì, 40g đường, dầu ăn 20g và mè 20g. Bây giờ ta bắt đầu đập trứng. Bây giờ mình đánh trứng. Và mình bỏ vào đây 20g đường. 40g đường mình nói lộn. 40g đường. Ta bỏ vào đây 40g bột gạo. Bột mì. Và 20g dầu ăn. Và một chút xíu muối. Một chút vani. Mình có thể cho nước dừa, 20g nước dừa thay vì 20g dầu ăn. Nhưng mà nước dừa phải nước dừa cốt, nước dừa đặc các bạn ạ. Hay là ta có thể bỏ 20g bơ. Mình thì mình không ăn được bơ, cho nên là mình bỏ dầu ăn. Bây giờ là nó đặc sánh các bạn và các cháu ạ. Khi là ta lăn ra ta để ủ 1 tiếng đồng hồ cho bột nó dậy thì bột nó sẽ lỏng ra. Và ta cũng bỏ mè đen vào. Bây giờ ta ủ bột 1 tiếng cho bột dậy. Đó, mình lấy mình đậy lại 1 tiếng. Bây giờ thì tô bột của mình ủ đã được 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ ta bắt đầu đi đổ bánh kẹp. Trước tiên ta bật bếp lên cho nóng khuôn trước đã. Mình bật bếp lên, mình để lửa cho thật nóng khuôn đã rồi mình bắt đầu đổ. Nóng khuôn bên này và ta đặt bên này cho khuôn nóng lên. Bây giờ ta cho một chút dầu vào đây. Và ta lật lên, ta cũng cho bên này một chút dầu.
Bây giờ khuôn mình nóng rồi, ta bắt đầu đổ bánh. Mình để lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ. Đó, mình để lửa nhỏ thôi. Ta bắt đầu quậy bột lên. Đó, mình kẹp chặt lại. Xong ta ngửa, lật lên. Và ta cứ chặt lại. Bây giờ bánh của ta vàng rồi, vàng là một mặt rồi. Ta bẻ nó ngược, ta bẻ nó làm đôi, lấy nữa ta đè xuống. Và ta tiếp tục đổ bánh. Mình để cái chữ xuống dưới các bạn và các cháu ạ. Mình để cái hình á, cái hình xuống dưới. Và ta kẹp chặt lại. Khoảng 1 phút thôi, khi nào ta để nó xuống xuống như bàn là ta lại để mở nắp ra. Ta làm được một cái bánh rồi. Các bạn và các cháu nhớ để lửa nhỏ thôi nhé. Ta lấy ra ta gấp liền, cái mình ta bánh mấy bánh ta đè lên. Đó, ta gấp chặt lại, ta đè chặt lại. Kẹp chặt lại, xong bắt đầu ta lật. Các bạn và các cháu nhớ là mình kẹp chặt lại nhé.
Đây là bánh bánh kẹp mè đen. Mình đổ 2 quả trứng, 20 g dầu ăn, 20 g bột mì và 20 g mè, 40 g đường và 40 g bột gạo, được 10 cái bánh. 10 cái bánh. Và đây một cái là mình đổ mình ăn thử trước. Bây giờ ta ăn thử bánh. Rất là giòn. Bây giờ mình nhắc lại cho các bạn và các cháu. Đây là 40 g bột gạo, 20 g bột mì, 40 g đường, 20 g dầu ăn, 20 g mè và 2 quả trứng. Ta được 10 cái bánh kẹp mè đen. Và Ngọc cũng xin nhắc lại cho các bạn và các cháu, khi ta đổ bánh thì ta phải để cho chảo cái khuôn nóng rồi ta hãng đổ. Ta lật một bên nóng, xong rồi lật bên hai bên đều nóng hết ta mới đổ bánh. Chứ ta đổ bánh nguội thì bánh sẽ không được. Và hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ cho các bạn và các cháu là như vậy. Có một cháu ở Thủ Đức, hôm bữa là Ngọc có dạy làm đậu hũ cho các bạn và các cháu thì cháu làm 3 lần không được. Và cháu đã xin số điện thoại của mình và xuống tận Đồng Nai để học làm đậu hũ tận mắt luôn. Thì mình có hỏi cháu như vậy: thế sao cháu ở Thủ Đức mà cháu không làm bánh lăng bán? Thì cháu đã làm từ lúc nào? Cháu làm cho bánh 6.000 một cái. Mình làm á, thì mình làm được 22 cái thôi, tại vì mình làm khuôn lớn, khuôn số 1. Còn cháu làm thì cháu làm khuôn số 2. Cháu làm được 25 cái mà cháu bán 6.000 một cái, tức là được 150.000 mà vốn chỉ có khoảng 80 thôi, cháu lời 70.000. Cháu nói rằng một ngày cháu vừa bán bánh pizza trứng, vừa bán bánh lăng được 700.000, 600.000. Và cháu lời một lời một. Các cháu bé cố gắng là như vậy. Các cháu làm ăn thì các cháu cố gắng học hỏi, là học mở video coi thì coi cho thật kỹ vào các cháu mới làm được. Các cháu thấy không? Đó là một bạn trai, một cháu trai tên là Đồ Án ở trên Thủ Đức á, mà làm bánh bán, làm bánh lăng bán trên mạng, bán trong trường học, bán cả bánh bánh pizza trứng nữa. Và bây giờ thì xuống dưới đây học học đậu hũ, là cháu về cháu làm, mà cháu là sinh viên năm thứ tư. Sinh viên năm thứ tư mà mình mới hỏi cháu là cháu đi làm, cháu đi học như vậy thì làm sao mà cháu làm bánh được. Cháu bảo là cháu chỉ còn một một môn thôi, ban đêm thì cháu làm bánh lăng, còn ban ngày thì cháu bán đi bán bánh pizza trứng này, bán bánh lăng, bán trên mạng và còn còn bán bánh lọt nữa. Các bạn và các cháu chịu khó học, mình học cái gì thì mình phải chịu khó, mình để ý, nhất là các cháu bé, các cháu học, các cháu không để ý thì các cháu không thể nào làm được. Vậy là ta đã hoàn thành bánh kẹp. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì đăng ký và chia sẻ cho mình.